Quay. Trước khi tôi chết hãy xem video này. Nếu bạn muốn mua dô bức giá rẻ hãy đến ngay quét cày game giá rẻ.com. Ngoài ra bạn còn có thể cày thuê với giá cực rẻ, cực nhanh và uy tín. Còn chờ gì nữa hãy đến ngay với cày game giá rẻ.com. Xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của mình ha. Mình là Chi Dũng đây, thì ở video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm sao để có thể mẹo một cái mẹo ha. Đây lưu ý video chỉ là mẹo thôi chứ không phải là cách hướng dẫn ha. Thì mẹo để lấy có thể là con 5 sao mà không cần quay 60 lần ha. Thì cái này chỉ là một cách để nhận biết khi nào các bạn được 60 lần mà không cần phải gọi là bấm liên tục màn hình. Thì các bạn hãy lưu ý đây, thấy không? Bạn hãy biết tim mình là không đúng không? Thì hiện tại thì mình đang có Unity Gen thì mình sẽ hy sinh Unity Gen cho các bạn coi. Thì khách này thì như thế nào? Thì khi mà anh em summon mà nói chẳng hạn là summon 10 lần đi, mà cái BT nó hiện trước khi mà cái màn hình mở cái con này thì có nghĩa là anh em sẽ được 6 sao ha. Ồ, mình có 6 sao nè. Ồ. Hay sai. Thì mình sẽ được 6 sao. Thì nếu mà số 10 nó hiện trước thì mình bạn sẽ thấy mình được số 10 ha. Thì số 10 nó hiện trước thì có nghĩa là mình sẽ được 6 sao. Anh em. Đấy. Nó đơn giản như cái vậy thôi. Ha. Rồi. Thì bây giờ mình sẽ làm lại cho anh em coi. Thì nếu mà số 20 nó hiện trước thì có nghĩa là mình sẽ được 6 sao. Vậy là số 20 nó không hiện trước các bạn. Thấy không? Mình sẽ không được 6 sao. Đấy, đó chính là một cái mẹo không anh em. Rồi. Đó chính là một cái mẹo để mình đợi qua số 0 đó các bạn. Rồi mình sẽ test lại cho các bạn coi. Thì hình như là qua số 0 nó có mất tim ta. Mình không nhớ nữa. Số 0 hình như là Erwin nó đang mình bán Erwin thôi. Mấy tự nhiên mình được cái con này ta. Đây nè, con này nè. Rồi, ok hai anh em. Bây giờ mình đã qua Erwin rồi ha. Rồi. Để lát lại đây. Chờ lát Erwin. Ui lâu thế. Lâu thế. Đây. Đó xong rồi nè. Bây giờ mình sẽ cho các bạn coi. Rồi nha. Nhìn để số 20. Ui. Vậy là mình không được. Thấy không? Mình không được. Mình sẽ làm lại các bạn coi. Mong lần này được. Lần này là mình lần cuối ha. Mình sẽ không quay nữa. Ui. Vậy là mình không được. Vậy là mình không được rồi các bạn. Vậy là nãy mình được lần đầu cái giờ hết được rồi. Hết nhân phẩm rồi anh em. Rồi. Thì ok, đấy là một cái video mẹo mình ha. Nếu các bạn thấy video này hay thì để lại một like. Nhưng mà hình như mình nhớ là hình như có một số, hình như lâu lâu thì nó mới hiện hay sao các bạn. Theo mình nhớ là vậy á. Không phải là lúc nào nó cũng gọi là cái này nó cũng hiện đâu các bạn. Giống kiểu là số 10 hiện trước á, lâu lâu thì số 10 không hiện trước luôn. Mà nó vẫn được, có thể là do lag hoặc là như nào đó, không biết. Đó chỉ là một cái mẹo thôi ha. Thì nếu các bạn áp dụng được, nếu các bạn xem được cái mẹo này thì lời cho mình một like ha.